bộ đàm JBL BL580 là dòng bộ đàm cầm tay nổi bật của hãng JBL. Bộ đàm có ưu điểm nổi trội mỏng, nhỏ và nhẹ cùng chất lượng âm thanh tuyệt vời. JBL BL580 được thiết kế chắc chắn, đáp ứng các tiêu chuẩn IP51-52 chống nước va đập mưa bụi tiêu chuẩn quân đội Mỹ với hiệu suất làm việc cân bằng, ổn định, mạnh mẽ. Đây là thiết bị liên lạc cầm tay lý tưởng trong lĩnh vực bảo vệ, an ninh, kiểm soát hàng hóa, lĩnh vực dịch vụ công nghiệp, nhà hàng, khách sạn. Alo alo 1234. Alo alo nghe rõ. BL580 sử dụng sóng UHF với 16 kênh nhớ cùng chức năng quét kênh. Sản phẩm được thiết kế với 16 kênh nhớ và một kênh được cài đặt chế độ phím QT và DQT để hạn chế những tín hiệu không mong muốn. Người dùng cũng có thể chỉ định 16 kênh nếu không muốn sử dụng chức năng quét tự động, thiết kế chắc chắn, bền bỉ. BL580 có thể chịu được va đập mạnh khi máy bị đánh rơi và tất cả điều kiện môi trường làm việc khác nhau. Sản phẩm hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn chống bụi, chống nước IP54 cũng như tiêu chuẩn quân sự Mỹ và tiêu chuẩn môi trường. Khoảng cách đàm thoại không vật cản từ 1 đến 4 km. Bên cạnh đó, trang bị pin Lithium 3500 mAh cho thời gian sử dụng từ 14 đến 18 giờ. Phụ kiện đầy đủ bộ đàm BL580 có thể dùng ngay sau khi mua. Sản phẩm đã bao gồm đầy đủ các phụ kiện cần thiết: pin, sạc và anten. Ngoài ra, một đai cài thắt lưng cũng đã đi kèm theo máy và không cần mua thêm bất cứ phụ kiện gì. Liên hệ ngay vào số điện thoại trên màn hình để sở hữu bộ đàm BL580 với mức giá tốt nhất của Điện tử Đại Thắng.